Chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng anh em quan khá cộng đấy. Con này thì rớt đầu anh em nhé, rớt đầu máy giữa còn đó. Thì giá 13 triệu. Anh em mà kết thì liên hệ Hàng Sáng 0983533445. Đấy thì anh em alo nhé, có gì anh em alo giúp em. Rớt đầu nhé, rớt đầu còn máy giữa là còn nguyên đấy. Xe 13 triệu Alpha. Nói chung là bây giờ xe này có 13 triệu thôi. Thì thứ nhất là xe rớt đầu rồi. Đấy, bô còn, bô này còn. Đấy, mấy chỗ này thì có nhập nhẹ. Tem này thì tem dán lại rồi. Đấy, tem thì tem dán lại rồi. Còn áo của nó thì em cũng không để ý được là con này áo jean hay không nữa. Nhưng mà là tem thì tem dán lại rồi. Áo này thì áo cũ. Đó. Thì báo lên anh em vậy. Anh em nào kết thì liên hệ. Đó, xe quá rẻ rồi. Goxi ha, 17.4 AKB. Nói chung anh em nào mà dọn xe có thể lấy con này về dọn được này. Giá nó mềm. Giá nó mềm. Nó thì Alpha cộng đấy, 60F2 này, 55271 này. Alpha cộng. Vỏ lốp thì còn dày đấy. Các te đây mọi thứ thì anh em kết thôi, anh em kết thì liên hệ thôi. Con này thì chẳng quay nhiều đâu. Con này cũng chạy quay nhiều đâu. Còn nguyên cái dàn tem của nó này, nguyên dàn tem này dán lại hết rồi. Tem trước tem sau đồ là dán lại hết rồi. Đấy, còn bây giờ là anh em coi được cái chất xe như thế nào. Đấy, máy giữa thì còn nguyên, nói chung là rớt đầu thôi, còn máy giữa đồ là còn nguyên hết. Đấy thì anh em mà nghe được thông tin, đấy, nếu mà cảm thấy ok được thì liên hệ. Đó. Xe thì 13 triệu, bớt nhẹ nữa khoảng tầm 12 mấy. Đấy. Xe 13 nhá, bớt nhẹ thì tầm 12 mấy. Đấy, anh em mà nghe được thông tin thì cần ok, nếu cần thiết thì lấy alo luôn. Rớt đầu rồi, xe này rớt đầu rồi. Đấy, còn máy giữa là còn. Đấy. Nên thông tin cho anh em như vậy. Ở dàn chân trước này thì căm này, căm niềng này, mọi thứ còn cũng còn được anh em nhé. Niềng thì niềng Goxi, nói chung là niềng trước sau thì vẫn còn đều là của Goxi hết. Cái này thì cũng có dặm, nói chung là xe này cũng có phớt nhẹ rồi anh em. Xe này cũng có phớt nhẹ rồi. Rồi hai nữa là cái áo này, cái dàn áo này, dàn áo này thì cũng nhìn thấy nó cũng cũng lạ lạ. Nó theo kiểu là xanh gì ấy, xanh màu này thấy là lạ. Đó. Từ tem đến áo đấy, anh em tham khảo thôi. Còn cái tem này tem lô rồi anh em ha. Nhìn cái là biết luôn này nhá, nhìn cái là luôn là biết luôn là tem chế rồi đấy, chứ không phải tem của nó, Alpha của nó không có tem này. Alpha của nó không có tem này. Rồi anh em coi lại là chi tiết xem là chất xe nó còn gì thôi. Chóa đèn này, chóa này là còn này, của nó này. Rồi bao tay này không phải của nó luôn đấy, bao tay đồ không phải của nó, mặt đồng hồ. Xe thì 13 triệu nên là nó rẻ anh em, 13 triệu nó rẻ. Con này anh em mua sát xe thôi, anh em mua sát xe rồi về dọn lại thôi. Được cái thì chất xe của nó thì đúng chuẩn là quen pha cộng thôi. Đấy, rất đầu. Còn lại mấy cái dàn áo dàn ngoài này thì anh em có thể là về dọn lại này. Anh em nào hợp lý thì liên hệ nhé. Nói chung là xe này xe rất đầu rồi. Còn nếu mà con này không rất đầu thì khoảng tầm 15, 16, 17. Con nào đẹp nữa thì 19-20 đấy. Nói chung là giá xe sẽ tùy nhá. Còn như con như này hôm nay em báo lên cho anh em á thì là 13 triệu có trả góp có xuất xe luôn. Bớt nhẹ. Anh em liên hệ Hàng Sáng 0983533445 là việc trực tiếp đến cửa hàng Alpha cộng 204 nhé.